những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua. Nổ lớn trung chuyển thành phố miền Nam Ukraine. Đội quân TikTok Nga báo hại, hàng trăm lính động viên chưa kịp ra chiến trường đã bị Ukraine tiêu diệt. Ukraine tuyên bố bắn rơi gần 500 UAV Nga trong 3 tháng. Nhóm quá phụ Nga kêu gọi tổng thống Putin tổng động viên. Đức bắt đầu sản xuất tổ hợp pháo tự hành Asia 1 năm năm cho Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin kính mến chào quý khán giả thân mến của HTD News. Kính thưa quý vị, các tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thành phố Zaporizhia ở miền nam Ukraine sau những vụ tập kích tên lửa của Nga vào ngày 3 tháng 1. Tối ngày 3 tháng 1, theo dự địa phương, các tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại các khu vực thuộc thành phố Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Theo các nhà chức trách địa phương, đây là hậu quả của một cuộc tập kích tên lửa từ quân đội Nga. Một lần nữa, đối phương đã tiến hành tấn công khu vực ngoại ô Saborisia bằng tên lửa và tấn công đã gây ra một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở hạ tầng dân sự. Theo những thông tin ban đầu, ít nhất một người đã bị thương. Người đứng đầu chính quyền quân quản, quản vùng Saborisia, Alexander Sakret, xác nhận trên trang Telegram cá nhân. Ông Sakret đồng thời lên tiếng trấn an người dân và khẳng định các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả. Thành phố tiền tuyến Saborisia ở miền nam Ukraine trong thời gian gần đây liên tục trở thành mục tiêu cho các vụ tấn công của tên lửa Nga. Lần gần nhất trong vụ tập kích trước thềm năm mới của Moscow vào hôm 31 tháng 12, Saborisia cũng đã bị các tên lửa Nga đánh trúng. Trong đêm 3 tháng 1, còi báo động đã vang lên tại một số vùng lãnh thổ của Ukraine, bao gồm Donetsk, Kharkov, Bontava, Lugansk, Kherson và Dnipropetrovsk. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Nguy cơ về một vụ tấn công của Nga được Hải quân Ukraine xác nhận vào ngày 3 tháng 1, khi lực lượng này tiết lộ quân đội của Nga đã điều động 6 tàu chiến mang theo tên lửa hành trình Caliber tới trực chiến tại khu vực Biển Đen. Một số tàu chiến mang tên lửa của Moscow cũng di chuyển tới khu vực của biển Azov. Bên cạnh đó, một máy bay cảnh báo sớm I-176 A-50U với việc nhiệm vụ chỉ thị mục tiêu cho tên lửa cũng đã được giới chức quốc phòng Nga đưa đến sân bay Majoklisky tại Belarus. Những động thái trên khiến cho nhà chức trách Ukraine lo ngại về một cuộc tấn công trong thời gian tới của Nga. Vào ngày 3 tháng 1, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về các cuộc tập kết sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV cảm tử mà Moscow có thể tiến hành trong thời gian đầu năm mới 2023. Ông Zelensky cáo buộc đây là kế hoạch nhằm mục tiêu bẻ gãy ý chí của người dân Ukraine, đồng thời khẳng định. Đội quân TikTok Nga báo hại Hàng trăm lính động viên chưa kịp ra chiến trường đã bị Ukraine tiêu diệt. Bộ Quốc phòng của Nga cho rằng các binh sĩ lén dùng điện thoại di động nên bị phía Ukraine phát hiện và tấn công, khiến cho hàng chục người thiệt mạng. Hãng tin Reuters vào ngày 4 tháng 1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các binh sĩ sử dụng điện thoại di động trái phép khiến cho Ukraine phát hiện và tấn công tại Donetsk, gây tổn thất 89 binh sĩ. Theo đó, dù cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành, lý do chính của việc tấn công rõ ràng là tình trạng sử dụng điện thoại trái phép của hàng loạt binh sĩ. Yếu tố này cho phép đối phương theo dõi và quyết định vị trí của các binh sĩ cho cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo vào rạng sáng ngày 4 tháng 1. Tổn thất khiến nhiều người Nga giận dữ, chủ yếu nhằm vào giới tướng lĩnh quân sự, hơn là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra ngay sau thời điểm giao thừa, nhằm vào một trường dạy nghề được chuyển đổi làm nơi đóng quân của các binh sĩ nghĩa vụ ở thành phố Makivka, ta Donetsk. Điện thoại là một lỗ hổng đối với Nga kể từ khi quân đội nước này tấn công Ukraine vào tháng 2. Người Ukraine và các chính phủ nước ngoài đã nghe lén quân đội Nga bằng cách sử dụng điện thoại không bảo mật để nói chuyện với nhau và với gia đình của họ ở Nga. Người Ukraine cũng được cho là đã theo dõi các tướng Nga thực hiện các cuộc gọi không an toàn và sử dụng thông tin này để tiến hành các cuộc tấn công. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine cho thấy lý do tại sao cô đội cần học cách cất điện thoại đi, tướng hàng đầu của thủy quân lục chiến Mỹ nhận xét. Tướng tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ David Berger nói rằng, việc sử dụng công nghệ mới trên chiến trường đã khiến cho quân đội của Mỹ phải suy nghĩ lại về các hoạt động của mình khi chuẩn bị cho một cuộc xung đột trong tương lai với một kẻ thù có công nghệ tiên tiến. Điều này đã được xác thực trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Một trong những bài học quan trọng nhất là thiết bị điện tử của bạn đang cung cấp nhiều thông tin về bạn hơn bạn nghĩ, tướng Berger nói. Nguy cơ do bức xạ điện từ hay còn được gọi là sóng điện từ gây ra là vấn đề đối với thủy quân lục chiến vì nó có thể cho phép các đối thủ theo dõi, nghe thông tin liên lạc hoặc tấn công họ. Ukraine tuyên bố bắn rơi gần 500 UAV Nga trong 3 tháng Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine tuyên bố gần 500 máy bay không người lái UAV của Nga đã bị bắn hạ kể từ tháng 9. Chúng tôi sẽ chuẩn bị. Chúng tôi đã bắn hạ máy bay không người lái. 84 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong 2 ngày, vào đêm giao thừa và ngày hôm sau. 100% máy bay không người lái bị lực lượng phòng không Ukraine bắn rơi. Trước đó, chưa bao giờ đạt được kết quả như vậy. Số lượng máy bay không người lái bị bắn rơi đã lên tới 500 chiếc kể từ ngày 11 tháng 9. Yuri người phát ngôn lực lượng công quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết vào ngày 2 tháng 1. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 1 cũng xác nhận lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 80 UAV Nga trong 2 ngày đầu năm mới. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang lên kế hoạch tấn công kéo dài bằng máy bay không người lái nhằm làm kiệt quệ nhân lực, hệ thống phòng không, lưới điện Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải hành động và làm mọi cách để đối phương không đạt được mục tiêu này. Trước đó, không quân Ukraine thông báo Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái tự sát Shahed do Iran sản xuất vào đêm 1-2 tháng 1. Ukraine tuyên bố bắn rơi toàn bộ 39 UAV tự sát của Nga, cùng hai UAV trên sát Auckland 10 và một tên lửa dẫn đường KH-59. Trong những tuần qua, Nga đã tăng cường các vụ tập kích mục tiêu quan trọng của Ukraine sử dụng tên lửa và UAV tự sát Giai 2. Các phương Tây và Ukraine đều cáo buộc Giai đoạn 2 chính là UAV Shahed-136 do Iran sản xuất mà Nga đã mua về và sơn lại. Tehran và Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên. Nga tuyên bố nước này có khả năng sản xuất UAV và chỉ sử dụng UAV tự sát nội địa trong cuộc xâm lược ở Ukraine. Nga bắt đầu tập kích tên lửa và UAV diện trọng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ đầu tháng 10, khiến hàng triệu người Ukraine rơi vào cảnh mất điện giữa mùa đông giá rét. Với Ukraine, nga đã gây ra những tác động mạnh mẽ lên cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc của Ukraine. Theo giới chức Kiev, nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những ngày qua. Và Demsteybersky, quan chức cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định, nga bắt đầu kết hợp và thay đổi chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí khác nhau, bao gồm máy bay không người lái nghi do Iran sản xuất, tên lửa kiểu cũ. Tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao và tên lửa S-300 cải tiến để thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine. Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga muốn gây ra áp lực để buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán trong bối cảnh Moscow đối mặt với một số bước lùi trên chiến trường. Nhóm quá phụ Nga kêu gọi Tổng thống Putin tổng động viên Kính thưa quý vị, một nhóm ái quốc ủng hộ quá vụ của các binh lính Nga vừa kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh huy động thêm hàng triệu nam giới và đóng cửa biên giới để có thể giành chiến thắng ở Ukraine. Chúng tôi đề nghị Tổng thống Vladimir Putin cho phép quân đội Nga thực hiện chiến dịch huy động quân quy mô lớn. Nhóm quá vụ của các binh lính Nga viết trong lời kêu gọi đăng trên Telegram. Lời kêu gọi viết Chúng tôi đề nghị tổng thống, tổng tư lệnh tối cao của chúng ta cấm đàn ông trong độ tuổi nghĩa vụ rời khỏi Nga, và chúng tôi hoàn toàn có quyền làm điều này. Chồng của chúng tôi đã chết để bảo vệ những người đàn ông đó, nhưng ai sẽ bảo vệ chúng tôi nếu họ chạy trốn? Cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn 10 tháng, đến nay vẫn chưa thấy triển vọng có thể sắp kết thúc. Sau khi tổng thống Putin quyết định động viên một phần vào ngày 21 tháng 9, khoảng 300.000 nam giới đã nhập ngũ nhưng cũng có nhiều người chạy ra nước ngoài để tránh phải tổng quân điện kremlin chưa đưa ra ý kiến nào về lời kêu gọi của nhóm quá phụ tháng trước tổng thống putin nói rằng hiện không cần động viên thêm nữa một đại diện của nhóm quá phụ nói với reuters rằng tất cả đàn ông nga cần được huy động để bảo vệ tổ quốc cuộc chiến sắp tới sẽ đòi hỏi những nguồn lực hoàn toàn khác con người tâm lý kinh tế bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ bà nói trong thông điệp năm mới, ông Putin nói rằng bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả người Nga và hứa sẽ giành được chiến thắng ở Ukraine. Từ hai tháng trước, nhóm quá phụ bắt đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ vợ của những binh lính thiệt mạng ở Ukraine và đã có liên hệ với Điện Kremlin. Đại diện của nhóm cho biết, Chúng tôi duy trì trao đổi với chính quyền và nếu cần, chúng tôi sẽ chuyển các kiến nghị để có thể nhận được hỗ trợ. Đại diện của nhóm cho biết, Nhắc đến nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, nhóm quá phụ cho rằng giờ đã đến lúc phải thực hiện những biện pháp cứng rắn để bảo vệ đất nước trước những thế lực tà ác đang tập hợp xung quanh biên giới Nga. Năm 1942, nhà lãnh đạo Stalin ra sắc lệnh số 227, còn được gọi là sắc lệnh không lùi bước, nhằm thiết lập kỷ luật trong lực lượng hồng vệ binh, khiến cho hàng ngàn binh lính Liên Xô bị bắn vì hèn nhát. Nhóm quá phụ cho rằng Nhà lãnh đạo Stalin không nghĩ về xếp hạng hay bất mãn. Ông ấy nghĩ đến chiến thắng. Giờ không phải là lúc có thể hèn nhát. Nhóm tuyên bố Đức bắt đầu sản xuất tổ hợp pháo tự hành RCS 155 cho Ukraine. Đức đã bắt đầu sản xuất pháo tự hành RCH. 155 cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Cố vấn của công ty Krasma Payment, Nicholas Bramon đã viết về điều này trên Twitter. Ông đã chia sẻ chi tiết về công việc theo đơn đặt hàng cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, nhà sản xuất đã kết hợp hai giải pháp đã được chứng minh thành một khái niệm mới và đây là một cuộc cách mạng không có rủi ro. Phi sản xuất Boxer Asiac 155 cho Ukraine đã bắt đầu. Bạn có thể bắn với lực phóng tối đa ở góc 90 độ. Bạn thậm chí có thể thực hiện điều đó ở độ dốc lên tới 10 độ. Ông mô tả khả năng của loại vũ khí tự hành này. Trước đó, vào ngày 17 tháng 9, Graham Sontag trích dẫn lời đại sứ Ukraine tại nước Angrie Menik đã công bố hợp đồng cung cấp 18 khẩu liệu pháo cho Kiev bởi công ty Grace Maffei Quetman, trị giá đơn hàng là 216 triệu euro. Khi đó, ấn phẩm đã viết rằng, RCF-155 sẽ chuẩn bị xong không sớm hơn 30 tháng sau khi ký kết hợp đồng, tức là vào năm 2025. Nhà sản xuất không muốn bắt tay vào sản xuất pháo tự hành trước khi được sự đồng ý của chính phủ. Theo nhà sản xuất, RCH-155 là pháo tự hành bánh lốp trên khung gầm của xe bọc thép chở quân Barser. Nó có một khẩu pháo L-52 với tầm bắn được tuyên bố lên tới 54 km, với đạn phi có độ chính xác cao, tốc độ bắn là 9 viên mỗi phút và cơ số đạn 30 viên. Động cơ cho phép chiếc xe nặng 39 tấn, tân tốc lên đến 100 km h và bảo đảm quãng đường đi được trong một lần nạp nhiên liệu lên tới 700 km. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.